Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy trong những người đến thăm Maria có nhiều người tin vào Chúa Giêsu, nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm. Do đó các thượng tế và biệt phái hợp công nghị và nói: chúng ta phải xử trí sao đây? Vì người này làm nhiều phép lạ. Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế thì mọi người sẽ tin theo, và quân Roma sẽ kéo đến hóa quỷ nơi này và dân tộc ta. Một người trong nhóm là Cai-pha làm thượng tế năm đó nói với họ rằng: quý vị không hiểu gì cả. Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Không phải tự ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân. Và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối. Bởi vậy từ ngày đó họ quyết định giết người. Vì thế Chúa Giêsu không còn công khai đi lại giữa người Do Thái nữa. Người đi về miền gần quan địa, đến thành phố tên là Ephraim, và ở lại đó với các môn đệ. Khi đó đã gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, có nhiều người từ các miền lên Jerusalem trước lễ để được thanh tẩy. Họ tìm Chúa Giêsu, họ đứng trong đền thờ và bàn tán với nhau: anh em nghĩ sao, người có đến hay không? Còn các thượng tế và biệt phái đã ra lệnh rằng nếu ai biết người ở đâu thì phải tố cáo để họ bắt người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà, cô bác, anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe, Thánh Gioan vẫn đặt chúng ta trong bối cảnh đức tin trước các phép lạ, như là Chúa Giêsu cho Lazaro sống lại, có kẻ đã tin vào Ngài, có kẻ đi gặp nhóm Pharisêu và kể cho họ những gì Chúa Giêsu đã làm. Với những nhà lãnh đạo Do Thái ganh tị vì ảnh hưởng của Chúa Giêsu trước dân chúng, họ muốn giết Ngài. Tình hình không mấy nan giải đối với những vị lãnh đạo đầy quyền lực, nhưng lại không tin một người trong thượng hội đồng tên là Cai-pha thuộc giới lãnh đạo Do Thái đã lập luận và đưa ra hướng giải quyết rất đơn giản, nhanh gọn và dễ dàng: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Ngày lễ vượt qua đến, những người Do Thái ở các nơi lên Jerusalem để dự lễ. Khi nghe biết Chúa Giêsu cho người chết sống lại, một số người đã tin và họ đi tìm Ngài. Chắc hẳn họ cũng cầu mong nhận được phép lạ nào đó của Chúa Giêsu. Nhưng các thượng tế và người Pharisêu thì ra lệnh: ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt. Chúa bị những người Do Thái tìm cách khử trừ, vì Chúa không những không đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của họ mà lại còn tạo nên xáo trộn bất lợi cho cuộc sống của họ. Họ mong chờ một vị cứu thế. Những vị cứu thế này phải phù hợp với những gì họ mong muốn, phải mang lại cho họ thấy được những quyền lợi trước mắt, phải làm cho cuộc sống của họ trở nên thoải mái hơn. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đã làm cho họ thất vọng. Thế là họ loại trừ Chúa Giêsu ra khỏi cuộc sống của họ. Ngày hôm nay, hơn 2000 năm sau Chúa chịu tử nạn và chịu chết, và Ngài đã phục sinh, Chúa vẫn tiếp tục bị tẩy chay, bị loại trừ. Và điều đáng buồn nhất là Chúa bị loại trừ bởi chính những người mang danh là
con cái của Chúa mang danh là người Kitô hữu. Trong số đó có chúng ta. Chúng ta loại trừ Chúa khi chúng ta không sống theo lời Chúa hướng dẫn, chỉ dạy. Chúng ta cũng loại trừ Chúa khi chúng ta chạy theo những thú vui vật chất, đề cao những gì thỏa mãn ước mơ trần thế của mình. Có những đôi lúc chúng ta xưng mình là người có đạo, nhưng chúng ta lại đi tìm một vị cứu thế không phải là Chúa Giêsu Kitô. Mùa Trai Thánh, chúng ta canh tăng đời sống để nên giống Chúa Giêsu chết thay cho nhân loại. Xin cho chúng ta biết chết đi tính ganh tị, tự tôn, ích kỷ để có thể yêu thương, phục vụ, tiêu hao bản thân cho anh chị em của mình, như chính Chúa đã yêu thương, phục vụ và hiến mạng vì chúng ta. Amen. Anh chị em thân mến, trong cuộc sống trần thế, chúng ta đã nhiều lần chứng kiến và nghe nói về những cái chết hy sinh cho một dân tộc, một quê hương, hay hy sinh cho vị thủ lãnh. Đó là mẫu gương bất khuất để lại những dấu ấn sâu đậm cho những thế hệ đi sau. Lịch sử Việt Nam có kể về Lê Lai, ông đã liều mình để cứu Chúa, để Lê Lợi được thoát khỏi việc bắt bớ của người Tàu, để ông khởi sự cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thật tốt đẹp. Nhưng có một người với một cái chết đầy bi thương và huyền nhiệm đã thực sự đi vào lịch sử nhân loại qua muôn ngàn thế hệ và lưu truyền mãi cho đến đời sau. Đó là cái chết của Chúa Giêsu đấng cứu chuộc nhân loại. Thật vậy, Ngài là con yêu dấu của Chúa Cha đã từ trời cao xuống thế để làm người, sống như con người và rồi cuối đời, Ngài chấp nhận cái chết thay cho nhân loại. Nhờ cái chết đau thương của Ngài mà cả nhân loại được ơn tha thứ, được giao hòa với Thiên Chúa, nhận được sự sống đời đời. Trong đoạn tin mừng hôm nay, Thánh Gioan dẫn chúng ta bước vào cái khởi điểm của cái chết mà Chúa Giêsu phải chịu qua quyết định của những nhà thủ lãnh người Do Thái. Họ âm mưu giết Chúa vì thấy Chúa làm nhiều điều lạ. Đặc biệt, việc Chúa cho Lazaro sống lại khiến nhiều người tin vào Ngài, đi tìm Ngài. Theo cái cách chú giải này, tin mừng hôm nay đã có một lời nói kể rõ rằng cái kế sách giết người của Caipha trở thành một lời tiên tri. Và xa hơn nữa, dừng không chỉ dừng lại Ngài chết thay cho đoàn dân Do Thái, mà cái phạm vi chết thay của Ngài lại được mở rộng cho toàn thể mọi dân tộc để quy tụ lại trong ơn cứu chuộc của Ngài. Chúa Giêsu chết thay cho dân. Chúa Giêsu chết thay cho mọi người. Xét về mặt chính trị, Roma sẽ xử những ai dám quy tụ mọi người chống lại họ và sẽ tàn phá cái đất nước đấy dám khởi nghĩa. Chính vì thế mà khi ghép Chúa Giêsu vào cái tội chính trị, họ sẽ giết chết người. Và như thế họ sẽ cho rằng cứu được dân khỏi bị người Roma tàn sát. Tuy nhiên, trong ý định của Thiên Chúa lại là một ý định cứu độ. Chúa Giêsu chết để đập tan thần chết, dẹp trừ tội lỗi, để cứu dân khỏi tội, cứu dân được ơn cứu độ. Cái chết của Chúa Giêsu quy tụ con cái Thiên Chúa tản mát khắp nơi về một mối. Đấy là ý thứ hai. Sau cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, một dân mới của Thiên Chúa được khai mở, không còn bị giới hạn trong những người Israel nữa,
con cháu của tổ phụ Abraham không chỉ là huyết tộc nữa, mà là tất cả những ai tin vào con Thiên Chúa. Một cuộc sáng tạo mới được bắt đầu. Mọi Kitô hữu trên thế giới, mọi thời, mọi nơi được sinh ra dưới chân thập giá và xuất phát từ cạnh sườn đổ máu của Chúa Giêsu. Sự sáng tạo ban đầu đã nhiễm lạc, thì ơn cứu độ là sự sáng tạo thứ hai này lạ lùng biết là chừng nào. Chúng ta cúi đầu để chúng ta tôn thờ ý định của Thiên Chúa và cảm tạ hồng ân, bởi vì Chúa không bỏ ai trong chúng ta ở trong tội lụy, nhưng quy tụ chúng ta lại. Chúa Giêsu chết thay cho chúng ta, Chúa Giêsu cứu độ tất cả chúng ta. Ý nghĩa của mầu nhiệm cứu chuộc là như vậy, và sự phục sinh của Ngài mà chúng ta chờ đợi trong tuần thánh này chính là hồng ân cho chúng ta thấy chúng ta được gọi và được chọn, được cứu độ để làm con Thiên Chúa. Amen. Kính thưa cộng đoàn, ngôn sứ Ezekiel trong lời sấm ngôn mà Thiên Chúa qua môi miệng của vị ngôn sứ này loan báo, Thiên Chúa sẽ quy tụ muôn dân, muôn nước, quy tụ về một mối, và trong dân ấy sẽ trở thành một dân tộc duy nhất thuộc về Đức Chúa. Và đồng thời, dưới sự gọi là thống trị của David, tôi trung của Thiên Chúa, dân ấy sẽ được tồn tại đến muôn đời. Và vị vua mà được gọi trong hình ảnh của David ấy không ai khác chính là Đức Kitô. Hơn thế nữa, chúng ta lại thấy những lời sấm ngôn trong bài đọc thứ nhất của ngôn sứ Ezekiel nói đến việc người tôi trung ấy, người mà sẽ trở thành vị vua cai trị dân thuộc về Thiên Chúa, đấng ấy sẽ đến và không chỉ quy tụ trong hai vương quốc, tức là Israel miền Bắc và Judea ở miền Nam, mà từ muôn dân nước tất cả sẽ quy tụ về và trở thành một quốc gia duy nhất. Quốc gia ấy hay vương quốc ấy chính là nước trời. Hình ảnh này tiếp tục nhắc đến cho chúng ta hình ảnh mà Đức Kitô nói trong bài tin mừng. Những người thuộc Thượng Hội đồng nhắc đến một chiều kích mà nơi đó Ezekiel cũng như các ngôn sứ khác đã loan báo, đặc biệt là ngôn sứ Isaiah chương thứ 3, con xin lỗi, phần thứ 3 của Isaiah nói về khuôn mặt của người tôi trung Đức Chúa. Vị ấy đã xuất hiện và những người trong Thượng Hội đồng Do Thái đi đến một quyết định, thà một người chết thay cho cả dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Nhưng lý lẽ mà họ đưa ra không phải là lý lẽ mà ở đó theo cách nhìn của Thiên Chúa, nhưng họ nhìn đến lợi ích chính bản thân họ hơn là những gì mà trong ngữ nghĩa chúng ta vừa nghe. Thà một người chết hơn là toàn dân phải chết. Hai chữ chết ấy cho chúng ta thấy những điều gì? Thứ nhất, họ đang tìm kiếm sự sống của trần gian hơn là sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa. Điều thứ hai, cái được gọi là chết kia, nó không chấp nhận là họ từ bỏ những gì thuộc về trần gian. Và nếu nói trong bài đọc thứ nhất, Ezekiel nói rằng những điều mà họ vướng vào, hay là những điều tạm gọi chữ là phạm tội hay phản bội lại giao ước với Đức Chúa, họ cố bám víu và giữ lấy nó hơn là đi theo đường lối của Thiên Chúa. Mà cụ thể ở đây là những gì Đức Giêsu đã loan báo, đã thực hiện và cho họ thấy tận mắt. Họ không chấp nhận điều đó bởi vì họ cứng lòng tin, và hơn thế nữa, họ vẫn bám vào cái thuộc về họ, không thuộc về Thiên Chúa. Và như vậy,
quyết định được đưa ra, họ róc tâm để tìm cách giết Đức Giêsu cho bằng được. Hình ảnh này nói gì với chúng ta ngày hôm nay? Nhiều khi và nhiều lần chúng ta cũng bám víu vào cái thuộc về trần gian hay cái tôi của mình hơn là những gì mà Thiên Chúa vẫn đang nói, vẫn đang gọi mời và hướng dẫn chúng ta. Chúng ta không chấp nhận từ bỏ chính bản thân mình mà chúng ta đi theo những đường lối chống lại Thiên Chúa. Hơn thế nữa, ngay không chỉ việc phạm tội là đã chống lại những gì thuộc về Thiên Chúa hay chống lại chính Thiên Chúa, mà còn hơn thế nữa, chúng ta còn ra tay để rắp tâm diệt trừ những người mà giúp cho mình nhận ra được Thiên Chúa nữa. Nếu muốn nói thẳng hơn nữa, những gì mà chúng ta đang bảo vệ mà không phải ý kiến hay là chính kiến của Thiên Chúa hay dựa trên chính Chúa hay lời Chúa, tức là chúng ta đang đi theo đường lối của trần gian. Và như vậy, không chỉ là một nhưng nhiều, chúng ta đã quy tụ lại trở thành một dân chống lại chính Thiên Chúa. Vậy ngày hôm nay lời Chúa cho chúng ta thấy, như đầu lễ con thưa, ngày cuối cùng để chúng ta bước vào tuần thánh, lời Chúa nhắc cho chúng ta hình ảnh của một vị Thiên Chúa đã xuống thế làm người để chấp nhận trở nên như chúng ta và chấp nhận ngục lặn trong chính cái chết để đưa chúng ta vào sự sống. Điều ấy đã diễn ra, điều ấy đã thực sự diễn ra, và niềm tin của chúng ta ngày hôm nay và cách thực hành niềm tin của chúng ta có đi đúng với những gì mà Đức Kitô đã đi và mời gọi chúng ta đi hay không? Câu trả lời thuộc về mỗi người. Và nếu bước vào tuần thánh, chúng ta vẫn chưa có thể biến đổi, hoán cải những gì mà con người chúng ta đang đi theo trần gian, chúng ta hãy nhìn lại và hãy suy xét để chính khi bước vào tuần thánh mà đỉnh cao là Tam Nhật Thánh, mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại, trong đó có mỗi người chúng ta. Vậy chính những điều này nhắc nhở cho chúng ta hãy thực lòng để quay về với Ngài, hãy thực lòng để trở nên con cái của Thiên Chúa một cách đích thực, không phải đi hàng hai trần gian và Thiên Chúa. Và Ngài nói rằng không ai có thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền của. Tiền của ở đây cũng là một cách để chúng ta hiểu là thuộc về trần gian. Một là Thiên Chúa, hai là trần gian. Một trong hai thôi, không thể chọn cả hai. Và như vậy, chúng ta là những người sẽ quyết định chính cuộc đời, vận mạng của mình, không ai khác. Và con đường mà Thiên Chúa đã mở ra, đó là con đường dẫn đến sự sống. Và nếu chúng ta quyết tâm để đi trên con đường ấy, sự sống sẽ là cánh cửa để dẫn chúng ta vào trong nơi vương quốc mà ngôn sứ Ezekiel đã loan báo cho chúng ta trong bài đọc thứ nhất ngày hôm nay. Amen. Người Do Thái nói rằng, nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta. Các thượng tế và người Pha-ri-xêu khi họp nhau đã nhìn nhận rằng ảnh hưởng của Đức Giê-xu rất là nguy hại với dân tộc của họ cũng như là với đền thờ. Đường lối của người đã không theo ý của họ, nên họ đã kết án tử cho người. Đáp lại, thái độ cứng lòng tin, không chịu đón nhận, ra sức chống đối, thù ghét mình, Đức Giê-xu đã mặc khải cho họ thấy tình yêu của Thiên Chúa qua công trình của Ngài đang thực hiện, thấy được rằng tình phụ tử của Ngài luôn dành cho họ và tỏ cho họ biết về tình huynh đệ mà Thiên Chúa đã kết giao mọi người
trong tình yêu của Ngài. Cũng bởi tình yêu này mà Đức Giêsu đã vâng phục thánh ý của Chúa Cha qua việc Người đến trần gian để thực thi sứ mạng cứu độ nhân loại với một tâm thế, với một thái độ hiền lành và khiêm nhường. Người đến để quy tụ mọi người lại với nhau, nên chúng ta là con cái của Chúa, sống một đời sống chung, đời sống cộng đoàn, chúng ta cũng được mời gọi cần có những ý tưởng, những việc làm, những thái độ, những hành động, những lời nói mang tính xây dựng, chứ không có gây chia rẽ, gây thù hằn hay là phá đổ tình đoàn kết của mọi người. Nếu không tỉnh táo, chúng ta rất dễ rơi vào trường hợp của các kinh sư và người Pha-ri-sêu. Họ luôn có thành kiến, óc hẹp hòi, lòng tham tư lợi, nên họ đã chối từ Đức Giêsu, chối từ đường lối công chính của Ngài, chối từ thánh ý của Chúa Cha được thực hiện qua Ngài. Họ đã chối từ Đức Giêsu qua việc thù ghét và kết án từ cho Người, nên họ luôn tìm cách giết Đức Giêsu, như lời tiên tri của ông Ca-i-pha nói về Đức Giêsu: Người phải chết thay cho dân. Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và cái chết này bảo đảm ơn cứu độ cho Israel. Mục tiêu của cái chết này hướng tới sự quy tụ những người Do Thái cũng như những người dân ngoại đang tản mát khắp nơi thành một dân của Thiên Chúa. Để trở thành dân của Thiên Chúa, để trở thành một công dân của nước trời, chúng ta được mời gọi hãy họa lại hình ảnh đời sống của Đức Giêsu nơi mỗi người chúng ta. Việc Người đã làm nhiều phép lạ, đã nói những lời mà trước đó các kinh sư hay là những người Pha-ri-sêu không có thể nói được bằng Đức Giêsu. Đã có rất là nhiều người tin, nhưng bên cạnh đó cũng có những người chống đối, những người thậm chí là đến gây họa, gây thù chuốc oán cho Đức Giêsu. Chúng ta cũng vậy, với những việc tốt lành của chúng ta trong đời sống cộng đoàn, cũng sẽ có những người cảm phục chúng ta, nhưng bên cạnh đó cũng có những người ghen tương, có óc hẹp hòi, dị nghị, tìm cách nói xấu hay là gây hại cho mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy noi gương Đức Giêsu, một gương sáng về đức khiêm nhường, nhịn nhục và luôn tìm đủ mọi cách để mà tỏ cho mọi người thấy được tình yêu của Thiên Chúa. Đồng thời, Ngài luôn thực thi cái sự nhân từ của Ngài cũng như là lòng bác ái để cách nào đó cho những kẻ xúc phạm, những kẻ tội lỗi xấu xa có thể nhận ra được ý của Ngài được đến từ Thiên Chúa. Ý luôn mời gọi tất cả mọi người trở về với Thiên Chúa, nương nhờ vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa để có thể cảm nhận được tình yêu này. Họ sẽ phải luôn biết đón nhận tin mừng như Chúa Giêsu hằng rao giảng, và mỗi người chúng ta cũng được mời gọi đón nhận tin mừng của Chúa để đi sâu vào mối tương quan với Đức Giêsu, với Thiên Chúa, để hy vọng chúng ta cũng được sau này được phúc hưởng vinh quang với Chúa trên nước trời, được trở thành một dân riêng của Thiên Chúa, một dân luôn thờ phượng Thiên Chúa trên hết mọi sự, luôn ca tụng, chúc tụng, ngợi khen cũng như là cảm tạ hồng ân của vô biên của Thiên Chúa luôn đặt để, luôn ban tặng một cách nhưng không với mỗi người chúng ta. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta một lòng tin son sắt để chúng ta luôn trung thành với Chúa cho đến cùng, luôn trung thành với Chúa trong suốt cuộc đời của chúng ta, dẫu cho chúng ta có gặp thử thách, có gặp đau khổ vất vả đến đâu, chúng ta luôn biết chạy đến, luôn biết cùng với Chúa vác thập giá với Ngài, cùng đi với Ngài trên con đường thập giá, con đường tình yêu
để đi đến cùng trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Amen. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau khi chứng kiến việc Đức Giêsu cho Lazaro sống lại, thì dân chúng đã tin vào Đức Giêsu. Còn các thượng tế và biệt phái thì tìm cách giết Đức Giêsu. Tại sao họ phải tìm cách giết Chúa Giêsu? Bởi vì họ nói với nhau: nếu ta cứ để hắn như vậy thì mọi người sẽ tin vào hắn hết. Và như vậy thì quyền hành và địa vị của họ sẽ bị tiêu tán. Cho nên phải triệt hạ ông Giêsu này để bảo vệ quyền lợi cho họ. Thái độ của các thượng tế và biệt phái làm chúng ta nhớ đến thái độ của vua Herode khi vừa nghe tin Chúa Cứu Thế Giáng Sinh. Ông đã tìm cách giết ngay để diệt trừ hậu họa, vì một ông vua mới ra đời thì sẽ đe dọa ngai vàng của ông ta. Qua những sự kiện cụ thể như vậy, để chúng ta có thể kết luận rằng bao lâu người ta còn quan tâm nhiều đến bản thân, cũng như chỉ lưu tâm đến quyền lợi riêng của mình, thì Chúa sẽ bị tiêu diệt, sẽ không có chỗ trong cuộc đời của họ. Vậy, nếu muốn dành cho Chúa một chỗ đứng trong cuộc đời, thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất là sống theo kinh nghiệm của Thánh Gioan Tẩy Giả: Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi. Tuần Thánh sắp đến, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta hiểu rõ công cuộc cứu chuộc của Chúa, và xin Chúa giải tỏa khỏi chúng ta những tư tưởng hẹp hòi và cách đối xử thiếu tình yêu thương, thiếu đoàn kết của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, khi suy niệm bài tin mừng ngày hôm nay, con liền chợt nhớ đến một cái câu chuyện, một cái dụ ngôn mà Đức Giêsu đã nói. Đó là dụ ngôn anh Lazaro nghèo khó và người phú hộ. Và trong cái dụ ngôn đó, chúng ta được thấy rằng tổ phụ Abraham đã khước từ cái thỉnh cầu của người phú hộ giàu có, khi mà ông ta mong rằng là tổ phụ Abraham cho người đến báo cho anh em của ông về cái đời sau. Thế nhưng tổ phụ đã nói với ông rằng họ đã có Môsê và các ngôn sứ rồi. Và người phú hộ nói rằng là: thưa tổ phụ, họ không tin đâu. Họ chỉ tin khi nào có người chết, có người từ cõi chết trở về thì họ mới tin. Và chúng ta được nghe lời tổ phụ nói với cả anh ta rằng Môsê và các ngôn sứ mà họ không tin thì người từ cõi chết trở về họ cũng không tin. Thưa cộng đoàn, trong ý nghĩa của câu chuyện dụ ngôn đó, khi chúng ta soi dẫn vào bối cảnh của bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta nhận ra rằng cái sự kiện anh Lazaro đã được Chúa cho sống lại từ cõi chết hẳn là một cái sự kiện gây náo động vùng, không những là Bethania mà còn những cái vùng chung quanh đó vào thời của Đức Giêsu Kitô. Và đứng trước cái dấu lạ này, lời Chúa nói cho chúng ta có hai nhóm người. Một cái nhóm người khi mà họ chứng kiến những dấu lạ thì họ tin. Và còn một nhóm người khác, họ chứng kiến cái dấu lạ và họ vẫn không tin. Hãy bắt đầu với nhóm người chứng kiến dấu lạ và họ tin. Họ là những người đã đến nhà của cô Maria và Marta cũng như anh Lazaro, và đã nhìn xem và biết được những cái câu chuyện và sự kiện nó diễn ra như thế nào. Và sau đó họ tin.
Thế nhưng đằng sau cái chữ tin, nó cũng đặt ra cho chúng ta nhiều cái câu hỏi. Và những cái câu hỏi đó cũng có thể đang đặt ra cho mỗi người trong chúng ta khi chúng ta quy tụ nhau ở nơi đây, trong ngôi nguyện đường, trong buổi sáng ngày cuối tuần này. Chúng ta là những người tin, điều đó là hẳn nhiên. Thế nhưng liệu những cái điều mà chúng ta tin có sức biến đổi cuộc đời của chúng ta, có sức biến đổi cái mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa và giữa chúng ta với nhau không? Lời Chúa không nói về cái lối sống và sự thay đổi trong lối sống của những người tin trong bài tin mừng ngày hôm nay. Lời Chúa vẫn để ngỏ đó, để chúng ta là những người tin đây, chúng ta có thể nhìn thấy, chứng kiến thấy cái quyền năng và dấu lạ của Thiên Chúa thi thố ở trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng những quyền năng và những dấu lạ đó có thể diễn ra một lần, có thể có người cũng chưa được chứng kiến, và cái điều đó nó cũng không là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Bởi vì phúc cho những ai không thấy mà tin. Thế nhưng cái điều đáng nói đó chính là những cái dấu lạ đó có thể diễn ra một lần, một ngày, trong một khoảnh khắc ở trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng cái đức tin lại là một cái tiến trình liên lỉ, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, và kéo dài trong suốt cuộc đời của chúng ta. Và cái vấn đề như con đã thưa ở đây, cái đức tin đấy phải là cái đức tin có sức biến đổi. Phải là đức tin có sức biến đổi. Phải là đức tin có thể dẫn dắt cuộc đời mình theo sát Chúa hơn, theo sát với ý định của Chúa hơn. Chứ không thể là một cái đức tin chỉ tồn tại trong cái bối cảnh của phục vụ, của cầu nguyện, còn dứt ra khỏi đó là không, chả còn tin cái gì nữa. Đó là một điều mà con muốn chia sẻ với cộng đoàn. Điều thứ hai, con mời cộng đoàn chúng ta cùng suy ngẫm về những người không tin. Họ là ai? Họ là những người lãnh đạo Do Thái, lãnh đạo đức tin của những người khác. Họ là ai? Họ là những người đã chứng kiến những cái dấu lạ của Chúa, đã được nghe lời người giảng dạy. Thế nhưng điều mà ngăn cản cái đức tin của họ để họ tiếp nhận chân lý, đó chính là quyền lợi của họ. Quyền lợi của họ. Ông ấy mà cứ rao giảng và làm dấu lạ như vậy, mọi người tin ông ấy hết. Và rồi ai tin chúng ta? Và rồi dân Roma sẽ đến, sẽ đánh phá và giết hết chúng ta mất. Đấy là lập luận của họ. Thưa cộng đoàn, những người mà đặt cái quyền lợi của mình lên trên, đặt tài sản của mình lên trên, đặt danh tiếng của mình lên trên, và thậm chí đặt sự sống của mình lên trên, thì chỉ là những người không tin vào Chúa. Và cái kết cục, họ sẽ chẳng bao giờ tiếp cận được với chân lý. Và câu chuyện tin mừng ngày hôm nay nói cho chúng ta thấy cái điều đó. Thế nhưng Thiên Chúa của chúng ta, càng lúc mà người ta càng đẩy Ngài đến chỗ chết, thì lại là lúc Ngài mang lại sự sống cho mọi người. Lúc mà người ta đưa Ngài đến chỗ không có lối thoát, thì lại là lúc Ngài biểu lộ cái vinh quang và quyền năng của người. Nói như vậy, trong những cái ngày tuần thánh sắp tới đây, cộng đoàn chúng ta đang hướng về và đang tháp nhập đời mình ở trong cái mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa chúng ta. Xin cho mỗi người trong chúng ta cũng nhận thấy mình trong cái tiến trình đó, về kể cả những ai đang phải gặp những cái khốn khó trong cuộc sống, chúng ta hãy tin vững vàng rằng Chúa của chúng ta
cũng đã trải qua những cái nỗi khốn khó. Nhưng Chúa của chúng ta sẽ mang lại những cái giải pháp mà chúng ta không bao giờ ngờ tới. Chính trong cái chết, Ngài mang lại sự sống. Chính trong sự khổ đau, Ngài sẽ mang lại ơn cứu độ. Amen. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hóa ra khúc mắc tạo nên xung đột giữa người Pha-ri-sêu và Chúa Giê-xu, ngoài chuyện Chúa Giê-xu làm mất mặt họ giữa đám đông khi Ngài cứ trỏ vào họ để nói về những thói xấu mang tính con người. Đó là lòng tham, là sự kiêu ngạo, sự gian tham, sự nhẫn tâm, vân vân. Thì như trong câu chuyện tin mừng hôm nay kể lại, về tiền căn hậu kết của một thượng hội đồng được nhóm họp bất thường, là việc họ đã thẳng thắn thừa nhận rằng họ sợ Chúa. Họ sợ những ảnh hưởng mang tính dây chuyền đang vang dội trên dân Do Thái về sự yêu mến và sự kính trọng của dân dành cho Chúa. Những điều ấy có thể làm cho đế quốc Roma nổi giận vì ý thức được sự đe dọa trong việc thu phục nhân tâm và sẽ đến phá hủy cả nơi thánh và dân tộc Do Thái. Đế quốc Roma đã chế ngự họ trong vai chư hầu, sai sử họ như những kẻ thuộc địa, và dùng máu lẫn chiến tranh mà chế ngự điều ấy. Các thượng tế và các pha-ri-sêu là những người đại diện cho tầng lớp tinh hoa của dân tộc. Họ ý thức về chính trị rõ ràng hơn ai cả. Họ tìm cách thỏa hiệp với sự giữ, cộng tác với cường quyền để dập tắt những hy vọng của dân chúng. Họ quyết định về số phận của Chúa Giê-xu rằng một người chết thay cho dân được nhờ. Giết Chúa Giê-xu, mọi trật tự sẽ quy về lối cũ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đang bước vào cuối những ngày chay thánh. Lời Chúa kể về hành trình cuối cuộc đời nơi dương thế của Chúa Giê-xu càng ngày càng nặng nề hơn. Chúa đã dành cả và mối quan tâm của Ngài để hướng dẫn con người đi trên đường công chính. Nhưng con người nại vào rất nhiều lý do để từ khước, thậm chí là còn kết án tử cho Ngài. Ngẫm lại chuyện cũ, nhìn về hiện tại, chúng ta thấy sợi dây kinh nghiệm cứ mãi kéo dài trong lịch sử nhân loại, nhưng chúng ta vẫn không giải quyết rốt ráo được. Nhỏ là chuyện tị hiềm, ganh ghét và rủa xả nhau. Lớn hơn là các vấn đề về độc lập, tự do, quyền lợi của quốc gia dân tộc thường được người ta nại đến để biện minh cho chiến tranh và việc giết hại người vô tội. Chẳng hạn, hy sinh một mạng người có là gì, miễn là có ích lợi cho quốc gia và dân tộc. Thiên Chúa gặp bi kịch trong hành trình cứu độ con người đang trụy lạc, trầm mê. Con người lại gặp bi kịch khi thỏa hiệp với các thế lực của sự giữ, chỉ để bảo vệ những mối ích ngắn ngủi của mình. Tình trạng hoang mang diễn ra thường xuyên trong cuộc đời chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu, lầm đường sai lối, đó là điều dẫn chúng con tới những kết cục ê chề. Việc trung thành với Chúa cũng là điều mà chúng con hay để cơn sốc nổi đầy tính yếu đuối mang đầy tính bản năng làm cho chúng con lâm vào cảm giác nguy tử, từ trong cách nghĩ cho đến hành động. Xin gìn giữ để chúng con luôn giữ được bản tâm và biết trao vào tay Chúa cuộc sống riêng này nhiều hơn, để được cảm nhiễm những ơn ích nước trời và mạnh mẽ hơn khi từ khước thói hư tật xấu, từ khước những ngạo thị và chấp nhận chân lý sống của Chúa nhiều hơn. Đời lặng lẽ trôi
qua bao ngày dài đường tin yêu miệt mài. Tình đời bao cuốn trôi, ai đâu hay bao nhiêu điều tiếc nuối. Lòng trần bao đắm say, ngỡ rằng những phút giây không bao giờ chợt tắt. Rồi cơn mưa một chiều đã xóa hết mọi điều, đời hoang vắng điều. Chúa xót đã nhiều, tâm con thao thức chờ mong, đón đợi Ngài trong cuộc sống. Con luôn tha thiết kiếm tìm, con tin Chúa vẫn một niềm yêu thương con những vô bờ, và vẫn luôn đợi chờ nâng đỡ con từng giờ. Cuộc trần bao đổi thay, ai hay tình đời là hương hoa bọt bèo. Còn lại đây khát khao luôn dâng cao trên con đường chân lý. Từng ngày con bước đi trong niềm tin thâm sâu, Chúa ơi Ngài có thấu. Tình con như lần đầu, tình Chúa vẫn đẹp màu và tươi thắm ngàn sao. Xót đã nhiều, tâm con thao thức chờ mong, đón đợi Ngài trong cuộc sống. Con luôn tha thiết kiếm tìm, con tin Chúa vẫn một niềm yêu thương con những vô bờ, và vẫn luôn đợi chờ nâng đỡ con từng giờ. Chị em thân mến, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy hai thái độ tương phản giữa Thiên Chúa và con người. Qua bài Phúc Âm chúng ta biết các thượng tế và biệt phái đã quyết tâm giết Chúa Giê-xu. Thượng tế Cai-pha nói, thà một người chết thay cho dân. Thánh Gioan đã hiểu lời này. Tuy Cai-pha nói ra một cách vô ý thức, nhưng thực sự đã diễn tả rất đúng ý nghĩa và giá trị của cái chết nơi Chúa Giê-xu. Không phải tự ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giê-xu phải chết thay cho dân. Và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn quy tụ con cái Thiên Chúa đang tàn mát về một mối. Anh chị em thân mến, Thượng tế Cai-pha đề nghị giết Chúa Giê-xu để loại trừ khả năng một cuộc nổi loạn có thể xảy ra. Và hậu quả là cả dân Do Thái và thành thánh Jerusalem có thể bị quân Roma tàn sát và hủy diệt. Mưu đồ gian ác của thượng tế Cai-pha trong thượng hội đồng Do Thái đã trở thành lời tiên tri về sứ mạng cứu độ của Đấng Messiah. Đấng phải chết thay cho toàn thể nhân loại, nhờ người mà nhân loại được sống. Chúa Giê-xu không chỉ chết thay cho dân mà còn quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối. Vì chính Ngài đã hoàn tất công trình cứu độ và ban phát ơn cứu độ cho mọi người, Ngài còn nên của lễ toàn thiêu hiến thế để cứu độ muôn người. Ngài đã chết để cho nhân loại được sống.
Thưa anh chị em, chúng ta chuẩn bị bước vào tuần thánh cao điểm của năm phục vụ. Để cảm nhận tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa, một tình yêu mà trí khôn con người không thể hiểu thấu, một tình yêu điên rồ mà vĩ đại, một tình yêu không thể cân đo đong đếm theo cách thế của con người. Chúng ta suy gẫm về cuộc thương khó của Chúa. Qua cuộc thương khó này, chúng ta thấy Chúa bị những người Do Thái loại trừ và giết chết vì Chúa không đáp ứng những nguyện vọng của họ. Họ mong đợi một đấng cứu thế đến để giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của ngoại bang. Trong khi đó, Chúa Giêsu đến để giải thoát con người khỏi ách thống trị của tội lỗi. Điều đó làm cho họ thất vọng và họ đã loại trừ Chúa, đã giết chết Chúa. Ngày hôm nay, 20 thế kỷ sau ngày Chúa chết và sống lại, Chúa vẫn tiếp tục bị loại trừ. Và điều đáng buồn nhất là Chúa bị loại trừ bởi chính những người mang danh hiệu là Kitô. Có thể tôi và anh chị em cũng đã loại trừ Chúa khi không sống theo tinh thần tám mối phúc thật, khi chạy theo những thú vui vật chất, khi tôn vinh những gì thỏa mãn ước mơ trần thế của mình. Sứ điệp lời Chúa hôm nay nhắc nhở mọi người chúng ta hãy ý thức lại việc sống đạo bấy lâu nay của chúng ta. Có bao giờ chúng ta theo Chúa chỉ vì muốn được hưởng lời lộc trần gian? Chúng ta có sẵn sàng để dám từ bỏ lối sống và hành vi không phù hợp với giá trị của tin mừng hay không? Hay có khi nào chúng ta cũng vì ghen tức mà loại bỏ anh chị em của mình như những người Pha-ri-siêu và kinh sư hôm nay đối với Chúa Giêsu hay không? Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chấp nhận cách đối xử bất công để nên phương thế cứu độ cho nhân loại chúng con. Xin cho chúng con ơn can đảm và quyết tâm cao thượng để dám sống theo giá trị tin mừng dù phải chịu nhiều thiệt thòi. Amen. Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời nói của Ca-i-pha thượng tế năm ấy như một lời tiên tri tuyên bố về cái chết và ý nghĩa cái chết của Đức Giê-xu. Trong con mắt thế gian, Đức Giê-xu đã hoàn toàn thất bại. Cuộc hành trình của người nơi dương thế chuẩn bị khép lại và cái chết nhục nhằn khổ giá chấm hết cho cuộc hành trình ấy. Đức Giê-xu rồi đây sẽ bị giết chết, bị đóng đinh và thập giá, chịu nhục nhã như một tên gian phỉ. Thế nhưng, thưa cộng đoàn, chúng ta chiêm ngắm Đức Giê-xu bị treo trên thập giá không phải với con mắt của sự xót xa, với con mắt của người đời dù cảm thông hay khinh bỉ, nhưng chúng ta cần chiêm ngắm Đức Giê-xu bị treo trên thập giá với cái nhìn của đức tin. Một người chết thay cho toàn dân. Đức Giê-xu đã chết vì tội lỗi của chúng ta. Đức Giê-xu đã chết vì tội lỗi của cả nhân loại này. Đức Giê-xu đã chết cho tất cả con người được sinh vào cuộc đời này, để rồi họ được sống. Tất cả những ai mang thân phận con người đều phải gánh chịu hậu quả tội lỗi của Adam, Eva để lại.
đều là những con người bất toàn, bất xứng, bất trung trước nhan Thiên Chúa, đều là những con người đáng phải chết. Thế nhưng Đức Kitô đã chết thay cho chúng ta. Thánh Phaolô khi suy niệm về cái chết của Chúa đã thốt lên rằng: vì yêu chúng ta, ngay đến con một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc và đã trao nộp cho chúng ta, để người trở thành đồ bị nguyền rủa vì chúng ta. Chính Chúa Cha vì yêu thương và muốn cứu vớt nhân loại đã trao Đức Giêsu Kitô vào tay con người, để rồi con Thiên Chúa phải chấp nhận cái chết nhục nhã hầu rửa sạch tội lỗi cho muôn người. Chính cái chết ấy làm cho con người được sống. Chính cái chết nhục nhằn đau khổ ấy làm cho con người được rửa sạch mọi vết nhơ, tìm lại được phẩm giá của mình và được mời gọi bước đi trên nẻo đường mới, nẻo đường công chính. Đại lễ vượt qua đã gần kề. Chúng ta chuẩn bị tâm hồn để cùng đi vào cuộc vượt qua với Đức Kitô. Ngay từ khi chúng ta chịu phép rửa, chúng ta đã được mời gọi chết đi cho tội lỗi và sống cho Thiên Chúa. Nay, đại lễ vượt qua một lần nữa lại nhắc nhở chúng ta: hãy chết đi cho con người tội lỗi để trỗi dậy sống con người mới theo hình ảnh của Đấng Phục Sinh. Con người mà chúng ta đã được mặc lấy khi chúng ta trồi lên khỏi giếng rửa tội. Chúa Kitô đã chết vì chúng ta. Thập giá của Chúa Kitô trở thành niềm vinh dự và vinh quang của chúng ta. Xin là chúng ta đừng bao giờ vấp ngã vì thập giá của Chúa, và cho chúng ta cũng biết kết hợp thập giá đời mình với thập giá Chúa, hầu trở nên thánh giá cứu độ cho muôn người. Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đày. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống. Bằng tình Chúa đã yêu ta, dù rằng đất trời mãi đổi thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời. Lạy Chúa Giêsu, lễ vượt qua đã sắp đến, xin cho chúng con chuẩn bị tâm hồn sốt sắng để mừng đại lễ vượt qua này. Xin cho chúng con được thông hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa, hầu chúng con được sống lại vinh quang với người. Amen. Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đày. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an. Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã yêu ta, dù rằng đất trời mãi đổi thay, nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời. Đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đày. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban con một cho trần thế, để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã
đã chết trong đau thương để ta sống bình an. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, con người ghét chia rẽ và luôn muốn sống trong sự hợp nhất, yêu thương và được yêu thương. Do đó, trước cảnh con cái Israel bị lưu đày ở Babylon và cảnh dân chúng sống vất vưởng và mất niềm tin vào Chúa, ngôn sứ Ezekiel đã kêu gọi dân chúng hợp nhất và yêu thương với lời của Đức Chúa. Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Này chính ta sẽ lấy con cái Israel từ giữa các dân tộc chúng đã đi tới. Ta sẽ quy tụ chúng lại từ bốn phương và đưa chúng về đất của chúng. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu được trình bày như đấng hiến mạng sống mình để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối. Trước những lời giảng có sức thuyết phục và các phép lạ tuyệt vời khiến nhiều người tin vào Chúa Giêsu, thấy như vậy, các thượng tế và Pha-ri-siêu ghen tị và sợ người Roma phá hủy đền thờ nên đã tìm cách để bắt và giết Ngài. Họ tưởng rằng họ đang hành động đúng theo lối suy nghĩ của loài người. Nhưng những hành động của họ đang giúp cho chương trình của Thiên Chúa đi đến thành toàn. Cái chết của Chúa Giêsu không chỉ là cái chết đền tội cho muôn dân, nhưng còn quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối, về một đàn chiên duy nhất dưới quyền một thủ lãnh là Chúa Giêsu. Trong thế giới ngày nay, giáo hội và rất nhiều người đang kêu gọi con người nỗ lực sống liên đới, yêu thương và hợp nhất với nhau thành một gia đình. Trong gia đình ấy, mọi người luôn sống hòa thuận, yêu thương và nâng đỡ nhau trong mọi việc. Thế nhưng, ngày nay không thiếu những con người thích sống chia rẽ chỉ vì sự ghen tị và ích kỷ, chỉ vì sống hưởng thụ và không muốn chia sẻ, nên họ đã dùng đủ mọi cách để loại trừ người khác có thể. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, giai cấp, chủ nghĩa quốc gia, những tranh chấp, những thinh lặng làm ngơ trước nỗi khổ của nhân loại, sự chối từ đi bước trước, thói kiêu căng, đã là những lưỡi dao cắt đứt sự liên đới và tương quan trong gia đình và trong xã hội. Là những Kitô hữu, chúng ta cần nỗ lực để hàn gắn những vết thương, lấp đầy những khoảng trống giữa người với người bằng những lời nói yêu thương, hành động thứ tha, sự quan tâm, chăm sóc và chia sẻ của cải vật chất cũng như tinh thần. Thánh Phaolô đã không ngừng kêu gọi cộng đoàn Ê-phê-sô sống hiệp nhất bằng những lời sau: Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp để xây dựng và làm ích cho người nghe. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Như thế, chúng ta hãy làm mọi sự tốt lành và biết tha thứ cho nhau, bởi vì Thiên Chúa cũng đang đối xử tốt lành và luôn tha thứ cho chúng ta. Khi sống như thế, chúng ta đang nối kết con người lại với nhau và đang đáp lại tình Chúa yêu thương ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết từ bỏ những thói ích kỷ, ghen tuông, giận hờn, để luôn biết đặt lợi ích cộng đoàn lên trên hết. Xin cho chúng con luôn cố gắng sống hiệp nhất, hầu đàn chiên của Chúa luôn được sống trong cảnh phúc lành và bình an. Amen. Thank you.
chúng con nên ngồi trong tình yêu Chúa, xin liềm nhân chúng con như Ngài liên kết với Cha, xin giải thoát chúng con xa điều vân hòa chia rẽ, xin kết liên muôn người trong lòng đến Chúa Cha muôn đời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng ngày cuối cùng trước tuần thương khó cho thấy thái độ và quyết định của các thủ lãnh Do Thái đối với Đức Giê-xu sau khi đã nghe những giáo huấn của Người, đã cùng tranh luận với Người về nhiều chủ đề và đã chứng kiến những dấu lạ Người làm, mà mới nhất là dấu lạ làm cho Lazaro sống lại ra khỏi mộ, tức là trình thuật tin mừng liền trước bài đọc của chúng ta hôm nay. Vậy các thượng tế và các người Pharisêu triệu tập hội đồng và nói: chúng ta phải làm gì đây? Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giê-xu. Như thế, sau quãng thời gian rao giảng tin mừng và thi ân giáng phúc, Đức Giê-xu phải đối diện với một thực trạng đáng buồn: Người sẽ phải bị giết chết. Những cố gắng của Người chỉ được kẻ thành tâm thiện chí đón nhận, mà đa số lại thuộc thành phần nghèo khổ, bất hạnh. Còn những kẻ có vai vế, những kẻ tự xưng là đạo đức, có học thức, thì lại chống đối Người. Nếu chỉ xét về bề ngoài, thì công lao của Đức Giê-xu ví như muối bò biển. Nhìn từ góc độ con người, thì công cuộc cứu độ của Chúa Cha dường như chẳng mang lại kết quả gì. Tuy nhiên, cái chết của Đức Giê-xu lại đem đến điều vượt trên nhận thức của nhân loại. Đức Giê-xu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Cái chết ấy có khả năng quy tụ mọi kẻ tin vào Đức Giê-xu về một đoàn chiến duy nhất, kể cả dân ngoại. Cái chết ấy có khả năng kéo mọi người lên chẳng trừ ai và đem lại ơn cứu độ cho mọi người tin. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giê-xu đã chết để chúng ta được sống và sống dồi dào. Ánh sáng của Người đã chiến thắng và buộc chúng ta đặt lại vấn đề về đời sống của mình. Chúng ta phải sống thế nào để cái chết của Người không luống công vô ích? Trong ngày cận kề của tuần thương khó này, chúng ta xin Chúa cho được chết đi những ham muốn tội lỗi, xa tránh con đường dục vọng thần thang của tiền tài, danh vọng và ích kỷ. Được biết xé lòng ra mà sám hối, mở sáng con mắt đức tin để kính thờ Chúa, mở rộng cõi lòng để nhận nguồn sống của tình yêu cứu độ. Được hòa nhập vào cái chết của Đức Giê-xu để nhờ đó làm cho tình yêu và hồng ân cứu độ của Chúa thấm nhuần cuộc đời của chúng ta và của anh chị em. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn sẵn sàng hy sinh mạng sống mình
trong sự thích nghi với ý Chúa, để sẵn sàng chịu đau khổ và chết cho Chúa, để chúng con cũng có thể chia sẻ vinh quang và chiến thắng của Chúa. Amen. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong đống đổ nát sau trận động đất hồi tháng 3 năm 2014 ở Nhật Bản, người ta tìm thấy thi thể của một bà mẹ trẻ trong một tư thế tựa hồ như đang quỳ cầu nguyện. Khi đỡ thi thể người mẹ ra, người ta vô cùng hoảng hốt phát hiện ra rằng chị đã lấy thân mình để che chở cho đứa con thơ đang nằm ngủ ngon ở phía dưới bụng của mình. Đứa bé vẫn còn sống. Câu chuyện và bức hình đã được rất nhiều người quan tâm và làm dậy lên một thông điệp về tình yêu thương của cha mẹ. Đó quả là một câu chuyện đẹp, một nghĩa cử chết cho người mình thương. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chết cho người mình thương chính là cái chết cao đẹp và vĩ đại. Bên cạnh cái chết của người mẹ hy sinh cho đứa con của mình trong câu chuyện trên, chúng ta cũng đã nhiều lần chứng kiến những cái chết hy sinh cho dân tộc, cho quê hương. Nhưng có một con người với một cái chết đầy bi thương và huyền nhiệm đã thực sự đi vào lịch sử nhân loại qua muôn ngàn thế hệ và lưu truyền đến mãi đời sau. Đó là cái chết của Chúa Giê-xu, đấng cứu chuộc nhân loại. Quả vậy, qua đoạn trích tin mừng hôm nay, Thánh Gioan đang dẫn chúng ta bước vào khởi điểm cái chết của Chúa Giê-xu qua quyết định của các thủ lãnh Do Thái. Họ âm mưu giết Chúa vì thấy Chúa làm nhiều dấu lạ. Đặc biệt, việc Chúa cho Na-za-rô sống lại khiến nhiều người tin vào Ngài. Những người Do Thái và lãnh đạo tôn giáo nhìn những hành động của Chúa Giê-xu trong một lăng kính ghen ghét, đầy màu sắc chính trị, và Cai-pha là thượng tế năm đó đã phát biểu: "Chúng ta phải làm gì đây? Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta." Rồi một câu nói đầy uy lực của nhóm thượng tế mà Cai-pha là đại diện
đã đem đến quyết định loại trừ Đức Giê-xu. Thà một người chết thay cho toàn dân. Dân chúng tin theo Chúa là việc thuộc lãnh vực tôn giáo. Còn quân đội Roma đến phá hủy là việc chính trị. Làm sao việc tôn giáo có thể kéo theo hậu quả của việc chính trị như vậy được? Bởi nhà cầm quyền Roma thời đó cho người Do Thái được tự do hành đạo. Và quan Phi-la-tô cũng không muốn kết án tử hình Chúa Giê-xu vì lý do tôn giáo, vì những tranh tụng tôn giáo giữa Chúa và những vị lãnh đạo của dân chúng đối chất. Và sau này, chúng ta thấy, trước mặt quan Phi-la-tô, giữa lãnh đạo tôn giáo còn tố cáo Chúa Giê-xu với những tội tương tự tội phạm chính trị là xúi dục dân làm loạn, không nộp thuế cho Cê-sa-rê. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trước những lời vu cáo, Chúa Giê-xu không phản đối, Ngài chấp nhận bước vào cuộc thương khó. Bởi thế, câu nói của Thượng tế Cai-pha, thà một người chết thay còn hơn cả toàn dân bị tiêu diệt, được coi như lời tiên tri về cái chết của Đức Giê-xu, đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Chúa Giê-xu chịu chết trên thập giá để chuộc tội cho nhân loại. Ngài chịu chết để giải thoát con người khỏi tình trạng nô lệ tội lỗi và dẫn đưa con người trở về với Thiên Chúa. Vì thế, cái chết của Chúa mới có ý nghĩa, mới mang lại cho nhân loại niềm vui, không phải là niềm vui chóng qua, mà là niềm vui cứu độ, niềm vui vì được giao hòa với Thiên Chúa, và là niềm vui vĩnh cửu, niềm vui mãi mãi. Phục vụ giáo hội đang gần đến tuần thánh, mà đỉnh cao là ngày Đức Giê-xu bị treo trên thập giá. Trước con mắt thế gian, cái chết của Chúa Giê-xu là một thảm bại. Nhưng trong con mắt đức tin, Ngài chết để hoàn tất kế hoạch yêu thương là giao hòa thế gian với Thiên Chúa. Và trong thánh ý của Thiên Chúa, những gì xem ra là bất toàn lại trở nên công cụ hữu ích cho nhân loại chúng ta trên con đường lữ thứ trần gian này. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người. Lạy Chúa Giê-xu, vì tội lỗi chúng con mà Chúa chịu chết trên thập giá, để cho chúng con được giao hòa cùng Thiên Chúa. Xin cho chúng con cảm nghiệm tình thương của Chúa qua việc Chúa hy hiến trên thập giá, hầu mang lại ơn cứu độ cho chúng con. Amen. Con tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, con người luôn muốn sống trong sự hợp nhất, yêu thương và được yêu thương. Do đó, trước cảnh con cái Israel bị lưu đày ở Babylon và đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa, ngôn sứ Ezekiel đã kêu gọi dân chúng sống hợp nhất và yêu thương bằng lời của Đức Chúa. Đức Chúa là Chúa thượng phán như sau: Này chính ta sẽ lấy con cái Israel từ giữa các dân tộc chúng đã đi tới. Ta sẽ quy tụ chúng lại từ bốn phương và đưa chúng về đất của chúng. Qua ngôn sứ và các vị lãnh đạo dân, chính Thiên Chúa là người quy tụ dân Israel lại. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu được trình bày là đấng hiến mạng sống mình để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tàn mát về một mối. Trước những lời Đức Giê-xu rao giảng có sức thuyết phục và các phép lạ Ngài làm khiến nhiều người tin, các thượng tế và Pha-ri-siêu ghen tị và sợ người Roma phá hủy đền thờ, nên đã tìm mọi cách để bắt và giết Ngài. Họ tưởng rằng họ đang hành động đúng để ngăn cản mọi người tin vào Chúa. Nhưng những hành động của họ đang giúp cho chương trình của Thiên Chúa đi đến thành toàn. Cái chết của Chúa Giê-xu không chỉ là cái chết đền tội cho muôn dân, nhưng còn quy tụ con cái Thiên Chúa đang tàn mát về một mối. Những ai tin vào Chúa sẽ sống hợp nhất yêu thương nhau trong cùng mái nhà giáo hội. Trong thế giới ngày nay, giáo hội đang kêu gọi con người sống liên đới, yêu thương và hợp nhất với nhau thành một gia đình. Trong gia đình ấy, mọi người luôn sống hòa thuận, yêu thương và nâng đỡ nhau
trong mọi việc. Thế nhưng, ngày nay, không thiếu những con người thích sống chia rẽ, chỉ vì sự ghen tị và ích kỷ. Chỉ vì thích sống hưởng thụ và không muốn chia sẻ, nên họ đã dùng đủ mọi cách để loại trừ người khác. Chủ nghĩa chủng tộc, chủ nghĩa quốc gia, những cuộc tranh chấp, lối sống làm ngơ trước nỗi khổ, từ chối đi bước trước, tinh thần đảng phái, kiêu căng, đã là những lưỡi dao cắt đứt sự liên đới và tương quan trong gia đình, xã hội. Là môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta cần nỗ lực để hàn gắn những vết thương, lấp đầy những khoảng trống giữa người với người bằng những lời nói yêu thương, hành động tha thứ, sự chăm sóc và chia sẻ của cải vật chất cũng như tinh thần. Ước gì mỗi người luôn biết đặt lợi ích cộng đoàn, lợi ích chung. Quý ông bà và anh chị em thân mến, ở cuối bài tin mừng hôm nay, các nhà lãnh đạo Do Thái đã đi tới quyết định bắt và giết Chúa Giêsu. Họ xem người là mối đe dọa đến quyền lợi và tầm ảnh hưởng của họ. Chúa Giêsu đã làm một cuộc cách mạng tôn giáo, đúng như sứ vụ mà người đã lãnh nhận từ Thiên Chúa. Người đến để đem sự sống của Thiên Chúa cho thế gian. Người vừa mới cho Lazaro chết 4 ngày được sống lại và đem lại niềm vui khôn tả cho gia đình anh. Vậy mà, các nhà lãnh đạo Do Thái coi việc Chúa Giêsu giải thoát Lazaro khỏi cái chết lại là một mối đe dọa cho họ. Đó là bởi vì Chúa Giêsu đã đến như là đấng ban sự sống, và chính vì điều này mà người bị nhà cầm quyền Do Thái kết án tử. Khi trao ban sự sống cho những người như Lazaro, Chúa Giêsu đã phải hy sinh chính mạng sống của mình. Tuy nhiên, điều nghịch lý hơn nữa là trong khi hy sinh mạng sống, khi người ta lấy đi mạng sống mình, thì Chúa Giêsu vẫn tiếp tục trao ban sự sống của người. Chúa Giêsu vẫn là đấng ban sự sống khi ở trên thập giá, cũng như khi người bước đi trên các con đường Galilê và các đường phố ở Jerusalem. Thánh sử Gioan hôm nay còn khẳng định rằng cái chết của Chúa Giêsu còn là để quy tụ nhân loại về một mối nữa. Chúa Giêsu chết để thâu hồi tất cả con cái Thiên Chúa đang bị phân tán trở về trong sự hiệp nhất nơi người. Chúa Giêsu chết trên thập giá là một mặc khải về tình yêu trao ban sự sống của Thiên Chúa cho thế gian, thậm chí còn trọn vẹn hơn khi người còn sống. Tình yêu của Thiên Chúa tuôn chảy từ thân xác nát tan của Chúa Giêsu trên thập giá, đã lôi kéo mọi dân nước đến với người và quy tụ họ lại quanh người. Đó là cách thức cứu độ của Thiên Chúa, một cách thức vượt quá tầm hiểu biết của con người. Cái chết của Chúa Giêsu đem lại sự sống cho người khác. Lạy Chúa, chúng con chuẩn bị bước vào tuần thánh, bắt đầu bằng việc Chúa vào thành Jerusalem, để chúng con cảm nghiệm về tuần cuối cùng của Chúa trên dương thế. Xin cho chúng con đáp lại ước nguyện hiệp nhất của Chúa, và xin quy tụ chúng con dưới chân thập giá Chúa, để chúng con đáp trả tình yêu cao cả của Chúa, một tình yêu chảy từ thập giá và bao trùm tất cả chúng con. Amen. Thập giá ngất cao tan dương tình yêu vinh thắng uy hùng, thật ra chứng minh trời cao thương chín vô cùng, thật ra nhanh cây mùa đông kết bông nở hoa, thật ra đau cây đàn khô tâu anh hùng ca, thật ra
ngất cao trên đời đây xa thánh giá ơi. Người mong nói gì, người mong nói chi, người nói chi với đời. Thực ra hát trong lòng tôi câu hát muôn lời, thật ra nói trong lòng tôi câu nói muôn đời. Người hãy sống cho tình yêu, chết cho tình yêu. Người hãy sống cho tình yêu, chết cho tình yêu. Thật ra ngất cao trên